Xin chào các bạn đã quay trở lại với NT Studio. Đây là iPhone 15 Pro và iOS 18.1 Beta 7. Có thể nói là một trong những phiên bản beta cuối cùng để có thể tiến tới với phiên bản 18.1 chính thức. Vậy thì trong video này hãy cùng mình chia sẻ về phiên bản Beta 7 này. Nó đang như thế nào, nó có tốt hay là không? Và nếu như các bạn đang gặp khó chịu trên những phiên bản iOS trước đây thì các bạn có nên update lên phiên bản này để có thể khắc phục một phần nào đó về lỗi hay là không nhé. Khi đi vào chi tiết với phiên bản iOS 18.1 Beta 7 thì chúng ta cũng cần phải nhắc lại một vài những vấn đề mà những chiếc iPhone đang gặp phải với những phiên bản iOS 18 hay là 18 Beta. Thì nó đang có là lỗi backlit full này, reset counter, đặc biệt là trên dòng iPhone 16 Pro Series, hay là chúng ta cũng sẽ có những lỗi liên quan đến bàn phím bị loạn này, rồi máy bị giảm hiệu năng này, bị lag trong một vài ứng dụng này và bị giảm FPS. Thì với tất cả những lỗi đấy ở trên phiên bản iOS 18.1 Beta 7 thì mình thấy nó không gặp bất kỳ mối tình trạng gì, từ bàn phím này, từ sử dụng ứng dụng này, từ nọ từ kia. Thế nên tất cả những thứ đó, nếu như các bạn đang lo lắng về phiên bản iOS 18.1 Beta 7 thì không sao, có thể nâng cấp lên ngay để có thể trải nghiệm. Và cũng như nếu như máy của các bạn đang gặp vấn đề thì hãy nâng cấp lên 18.1 Beta 7, bởi vì tất cả những vấn đề đó mình không gặp phải trên chiếc máy này sau 2 ngày sử dụng. Cái thứ hai về hiệu năng thì phiên bản iOS 18.1 Beta 7 này nó có phần tăng hơn so với phiên bản iOS 18 mà trước đó mình đo ở trên chiếc máy này. Cụ thể với iOS 18 mình từng đo trên chiếc iPhone 15 Pro này, nó sẽ có điểm single core là 2569, trong khi đó multi core thì sẽ là 6201. Còn với phiên bản iOS 18.1 Beta 7 thì nó cao hơn hẳn, với single core là 2940 và multi core thì sẽ là 7289. Như vậy thì cái vấn đề về hiệu năng nó đã được khắc phục và nó giúp cho các bạn sẽ có được những trải nghiệm tốt hơn trên phiên bản iOS 18.1 Beta 7. Nhưng mình sẽ có một cái thứ mà mình nghĩ rằng các bạn sẽ không quá vui vẻ đâu, không biết là do máy của mình đang dính hay là nó sẽ là cái lỗi chung, đó chính là vấn đề về lỗi tụt pin. Các bạn có thể thấy nhìn vào biểu đồ này thì hôm qua mình đã sạc đầy nó vào lúc 5 giờ chiều và bắt đầu sử dụng cho tới 9 giờ tối. Thì nguyên cái khoảng thời gian này mình dùng nó còn khoảng 75% pin. Nhưng sau đó tới khoảng 9 giờ, 9 rưỡi mình bắt đầu cất máy và đi ngủ. Thì từ 9 rưỡi tới 8 giờ sáng hôm sau máy chỉ ở trạng thái sleep thôi, nhưng mà các bạn thấy là nó tụt đâu đó tận khoảng 8% pin. Đây là một cái mức tụt pin mà theo như mình đánh giá nó là tụt nhanh và đang có một sự bất thường. Nên là nếu như các bạn nâng cấp lên phiên bản này thì cũng có thể cân nhắc một chút, bởi vì là pin nó đang không ổn lắm đâu nhá. Ngoài những thứ mà mình vừa chia sẻ thì phiên bản iOS 18.1 Beta 7 này cũng sẽ có những tối ưu hóa, có những cái khắc phục dành cho Apple Intelligence có thể không hoạt động một vài tính năng trên một vài mẫu máy, thì các bạn cũng có thể cập nhật lên và trải nghiệm. Rồi tóm lại thì có nên update lên cái phiên bản này hay là không? Thì nếu như máy của các bạn đang gặp những cái vấn đề như mình đã nói, backlit full, reset counter hay là một vài những vấn đề liên quan đến hiệu năng, giật lag, lag bàn phím, lỗi bàn phím, thì các bạn có thể update lên ngay, bởi vì cái phiên bản này nó mượt hơn, nó tốt hơn, hiệu năng được cải thiện hơn. Nhưng song song với đó, nếu như máy của các bạn đang hoạt động hoàn toàn bình thường, không có một cái vấn đề nào xảy ra, không gặp khó chịu trong quá trình sử dụng, thì bạn có thể đợi khoảng 2 tuần nữa. Bởi vì theo như cái lịch mà mình nắm được á, thì cái phiên bản iOS 18.1 Beta 7 này sẽ có phiên bản RC sau khoảng 1 tuần nữa. Và sau khoảng 2 tuần nó sẽ có phiên bản chính thức rơi khoảng tầm ngày 28 tháng 10 để cho các bạn có thể cập nhật phiên bản ổn định nhất. Rồi, và trên đó là video mình chia sẻ đến các bạn về những cái trải nghiệm của mình ở trên phiên bản iOS 18.1 Beta 7 này. Các bạn thấy sao về phiên bản này? Các bạn đã nâng cấp lên nó hay chưa? Hãy để lại comment và ý kiến cũng như trải nghiệm cá nhân của các bạn ở phía bên dưới bình luận của video. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn đừng quên là một like, share và subscribe kênh YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.